Nam mô A Di Đà Phật. 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 Về Tây phương có A Di Đà. Ở cõi đây có Phật Thích Ca. Phật hai nước phát tâm là độ dân chúng nơi Ta Bà. Về bên cõi A Di Đà. Nước bánh trái họ bố thí. À thế là hả sao? Tiền con không có lấy. À tiền không lấy. Dạ con chỉ ăn ngày một bữa buổi sớm thôi. À. Thì các thần họ bố thí thì dùng thôi. Dạ. Dạ. Ờ, con lấy cái chỗ nào mà hoặc là gia dân cũng được, nhưng mà họ cho cái chỗ mình ngồi nghỉ thì mình ngồi nghỉ. Dạ. Thì họ giúp cho. Dạ. Nhưng mình thì đi trên đường cùng trả tài giỏi gì được, cùng phải nhờ dân với lại mọi người họ giúp đỡ. Dạ. Thì mình mới học tập được. Nói chung là cũng như cây rừng nguyên nương tựa mà sống. Dạ. Dạ, rồi học tập cái đạo đức cao. Giờ không biết như thế nào nữa, nhưng mà mình học cái đạo đức với lại được chỗ nào thì tốt đẹp chỗ đấy. Trên đất nước Việt Nam này, không phải đất nước Việt Nam, các nước khác nữa, đều là con người cả, đều là có tình thương, đều là con người. Nếu mà mình có đủ duyên phước hay không thôi, nếu mà đủ duyên phước thì mình đều sống với họ. Được nghe ưu sầu vơi, hạt mưa xuống đơm hoa trời, tỏa hương đến thơm cho đời. Người nghe sẽ an muôn